kênh Xe Tốt Xin. Chào tất cả các bạn. Hôm nay bên mình xin giới thiệu đến các bạn chiếc xe, đó là chiếc xe Honda City. Và trước mắt chúng ta là chiếc Honda City bản CVT. Honda City thì có hai phiên bản, đó là phiên bản City Top và City CVT. Đến năm 2020 thì hai phiên bản đó sẽ đặt tên khác, đó là bản L và bản G. Thì bây giờ mình sẽ quay một vòng quanh xe cùng các bạn xem. Mình đi sang bên hông bên phải. Các bạn để ý. Chiếc xe CVT này thì bây giờ trong hãng đang công bố với giá bán là 559 triệu so với bản CVT, còn bản City Top kia là 599 triệu. Đây, mình sẽ quay về gần phía sau xe hơn này. Gần hơn các bạn để ý này. Mình sẽ quay sang bên phía bên tay trái. Vì sao hai chiếc xe nó có sự chênh lệch nhau với giá khoảng 40 triệu? Thì bên ngoài khác nhau, bên ngoài thì các bạn sẽ nhận diện về phía đầu xe. Nếu mà bản top thì là cụm đèn pha là đèn LED. Còn bản CVT này thì là cụm đèn pha nó là bằng halogen ạ. Và còn có một số sự khác biệt bên trong. Tí vào bên trong xe thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về phía trong xe là bản top và bản CVT khác nhau như thế nào. Chiếc xe này thì bên mình đang báo với giá là 512 triệu. Đó, các bạn có thể tham khảo. Mình sẽ đi chi tiết gần hơn, mình sẽ về phía nốp xe này. Các bạn để ý vành. Vành vẫn còn rất là mới, vành là vành 16 inch nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn tổng về sơn bên sườn này. Chi tiết sơn này. Tí nữa mình sẽ quay cận cảnh keo chỉ của các cánh cửa, cốp và cabo. Các bạn cùng để ý. Chiếc Honda City bây giờ là cũng được khá là phổ biến. Doanh số bán hàng cũng ngang ngửa với dòng Vios. Bởi vì hai phân khúc ngang ngửa nhau về giá thành và về chất lượng. Mỗi xe có một hình thức kiểu dáng khác nhau. Mình thì thấy Honda City thì cảm giác xe nó trẻ trung và thể thao hơn. Còn mỗi người một góc nhìn khác nhau. Đấy là ý kiến quan điểm cá nhân của mình. Và đây bây giờ mình sẽ vào phần nội thất để các bạn cùng xem nhé. Xin mời các bạn vào phần nội thất ạ. Đây, mình sẽ quay kỹ hơn về phần nội thất này. Thì vừa rồi mình có nói là bản top và bản CVT khác nhau ở trong nội thất là những gì. Thì sẽ khác nhau về cụm điều hòa trung tâm này. Thì điều hòa của bản top đó là điều hòa cảm ứng và là điều hòa tự động. Còn điều hòa của bản CVT này thì đây các bạn nhìn thấy nó là chỉnh cơ nhé. Và cái thứ hai ở bên trong nội thất đó chính là bộ ghế. Thì bản top được trang bị ghế da theo trong hãng luôn. Và bản CVT này sẽ là ghế nỉ. Đó. Còn trên hệ thống vô lăng và lấy xăng số trên vô lăng thì cả hai bản đều như nhau. Chiếc xe City này thì cũng trang bị khá đầy đủ trên vô lăng, gồm tăng lượng âm thanh, điện thoại rảnh tay này. Các bạn để ý đây, đó là Google Control, đó là chân ga tự động. Đây, có cái sang lấy xăng số trên vô lăng này, cộng trừ này, đó. Và xe có cả cụp gương và chế độ Eco, chế độ đi tiết kiệm. Xe đang đi km là 2.8 vạn các bạn ạ. Vẫn còn rất chi là mới. Đây, mình quay qua bên cửa lái này. Xe này thì cũng được chủ xe đã bọc một bộ ghế da. Thì mình thấy đánh giá bộ ghế da này khá là đẹp. Bởi vì sờ vào chất da rất là mềm, có cái sự đàn hồi. Cảm giác nó sẽ không bị kiểu pha nhựa nhiều, nó sẽ cứng á. Đây, bên cửa bên phụ này.
Đó. Đây, mặt ghế da vẫn rất là căng, chưa có nếp nhăn. Đây, mình sẽ quay về phía bên cái hàng ghế sau này. Bề mặt da này. Đó. Tí mình sẽ quay cụ thể từ bên ngoài thì các bạn sẽ nhìn bao quát được hơn nhé. Xe này bản có cả cửa gió điều hòa phía sau này. Đây. Cánh cửa này. Phần nhựa các thứ vẫn chưa có xước xát thì rất là mới. Chủ xe đi khá là giữ gìn xe các bạn ạ. Đây, phía trải sàn da. Rồi, mình sẽ quay chi tiết từ bên ngoài để các bạn để ý. Đây, mình bắt đầu quay phần nội thất từ bên ngoài vào này. Đây, mình quay về hàng ghế trước nhé. Đây, các bạn nhìn ghế da này. Các bạn nhìn cần số này. Vô năng này. Rất chi là mới nhé, chưa có mòn hay gì cả. Toàn thể phần nhựa này. Mới. Đây, mình sẽ quay về hàng ghế sau. Đó. Các bạn nhìn mặt ghế da này. Nếu mà xe đi nhiều ấy thì các bạn để ý ghế da sẽ nhầu và sẽ tạo những cái nếp gấp hơn. Đây. Rất còn chi là mới luôn. Đó. Đây, mình sẽ quay luôn cánh cánh cửa này. Đó, các bạn xem này. Cánh cửa lái bên phụ này. Nói chung là các bạn nên trực tiếp đi xem thì sẽ để ý kỹ được hơn, bởi vì chính thức quay như này thì các bạn khó phân biệt được là đường chỉ có chạy lại hay không. Đây, mình sẽ sang bên lái nhé. Bên lái đây, bên cửa sau này. Đó. Mình sẽ lên cửa trước này. Đây, mình sẽ test luôn cả hệ thống điện của xe nhé. Các bạn để ý này, màn hình vẫn đang hoạt động này, điều hòa này. Đây, mình sẽ tăng gió lên này, các bạn nghe tiếng gió này. Đó, hoạt động rất là tốt, điều hòa lạnh sâu. Nó đang zoom cả màn hình này. Đó. Mình sẽ mở tất cả hệ thống điện này, đèn cảnh báo chớp nháy lên này. Kính bên phụ này. Kính bên sau này. Đó, hoạt động vẫn rất tốt nha. Kính bên lái này. Kính sau lái này. Mọi thứ hoạt động đều rất bình thường. Đèn sần này. Cả hai bên này. Đèn sau này. Đó. Và các bạn nhìn cả hệ thống đèn pha này. Mình sẽ... Đó, hệ thống đèn này. Cả đèn cụm đèn pha, đèn xi nhan, đèn sương mù, đèn xi nhan trên gương. Đó, để mình có thể quay về phía sau này. Đó, mọi thứ điện đóm của xe hoạt động vẫn rất là tốt. Vâng, sau đây mình sẽ quay đến phần máy và phần lắp capo như phần chỉ, keo chỉ nhé. Thì mình quay vào phần máy trước này. Honda City cả hai bản đều được trang bị động cơ là 1.5 các bạn ạ. Thì động cơ 1.5 thì công suất khoảng độ 117. Đó.
Với công suất như thế thì hoạt động đi trong thành phố thì khá là tiết kiệm xăng, và theo mình với cái công suất như vậy là khá là đủ. Đây các bạn nhìn theo dõi kỹ về ốc chân máy này. Đây các ốc mặt máy này. Bên mình thì luôn luôn cam kết với khách hàng khi đi mua xe thì là xe bên mình đảm bảo 100% là không ngập nước, không bổ máy. Đó, nếu mà có sai phạm thì mình xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đó, các bạn nhìn để ý các ốc máy này, vẫn còn nguyên vạch màu sơn nhá. Các bạn xem xe trực tiếp thì có thể liên hệ với mình. Mình tên là Hưng, qua số điện thoại 0944 888 595. Đây mình sẽ quay kỹ hơn về phần capo này. Đó, mình quay về phần mép keo chỉ. Nó nói nét không được, không nhìn không kỹ đấy các bạn. Đây, nó sẽ bị ánh sáng hơi nhòe. Đó. Thông số in trên capo vẫn nguyên này. Đây mình sẽ quay máy lại một lần nữa này. Các bạn xem. Vẫn rất là mới. Tất cả các ốc theo vẫn nguyên zin hết, vẫn còn cả mạch màu. Đặc biệt là quy đây. Ốc capo đây. Nguyên nhé, chưa ra các bạn nhé, cả hai bên luôn. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi về phần phía keo chỉ cũng như là phần cốp xe. Mình mời các bạn đến gần hơn về phía cốp xe này để cùng xem cốp và keo chỉ nhé. Đây mình sẽ quay phần keo chỉ trước này. Đấy, các bạn nhìn để ý mép keo chỉ này, vẫn nguyên zin nhé. Ốc cốp này chưa hề có sự can thiệp của tô vít. Đây, cả hai bên luôn bạn nhé. Đây mình sẽ quay kỹ vào phần trong cốp này. Cái phần lót cốp thì nó bên hãng người ta làm bằng giấy cắt tông ép nên khi về khí hậu mình nó sẽ bị cong vênh này các bạn nhìn này. Đấy, nó sẽ nhìn hơi mất thẩm mỹ một chút. Đấy. Xe cũng được trang bị là 5 na răng như nhau và 5 nốt như nhau luôn. Các bạn để ý phần dưới thùng cốp này. Rồi, mình xin mời các bạn xem lại tổng thể xe một phần nữa nhé. Đây mình sẽ quay nó lại một lần nữa tổng thể xe này. Thì xe này bên mình đang chào bán với giá là 512 triệu. Thì khi các bạn mua cái xe này so với xe mới ấy, thì nó sẽ tiết kiệm chi phí khoảng 100 triệu hơn 100 triệu so với xe mới bây giờ ạ. Nói chung nó cũng là một khoản tiền khá. Các bạn nên cân đối cân nhắc giữa việc mua xe cũ và xe mới nhé. Thực sự một chiếc xe đời 2018 đi khoảng độ hơn 2 vạn thì nó vẫn còn rất là mới, và từ nội thất đến động cơ. Và bên mình có thể các bạn đến qua xem xe trực tiếp và mang xe đi ra ngoài hãng check, nó sẽ có đầy đủ thông tin. Bên mình luôn luôn cam kết với các bạn. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0944 888 595 và mình tên là Hưng. Mọi người có thích dòng xe như nào thì có thể điện trực tiếp cho mình hoặc có thể để lại comment dưới video thì mình sẽ đọc và mình sẽ trả lời, và mình sẽ đi tìm những cái xe theo yêu cầu của quý khách hàng. Đó, mình sẽ
đảm bảo luôn là những cái xe mình mang đến tay khách hàng là chuẩn chỉ và cam kết với khách hàng về chất lượng xe. À, mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video, thì mong các bạn ủng hộ bằng cách like và share và đăng ký theo dõi kênh để kênh của mình sẽ được ra nhiều video nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn.